Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 27 tháng 5 năm 2021 về toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện thông báo số 217 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc phát động đợt cao điểm toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ hướng dẫn số 6 năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung Hoàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch số 01 ngày 2 tháng 6 năm 2021 phối hợp phát động đợt cao điểm và hưởng ứng lời kêu gọi. Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau. Về đối tượng vận động và định hướng mức vận động, các doanh nghiệp cơ quan đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh, các tổ chức quốc tế doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, hộ gia đình cá nhân trong và ngoài tỉnh, đóng góp ủng hộ với khả năng cao nhất. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh, tối thiểu một ngày lương. Về đối tượng và nội dung hỗ trợ, mua vaccine phòng COVID-19, mua máy thở và trang thiết bị vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa điều trị COVID-19, hỗ trợ cho các khu cách ly điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, hỗ trợ người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bác sĩ và nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, tổ phòng chống COVID-19 ở cộng đồng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Thời gian tổ chức vận động quyên góp phân bổ sử dụng Đợt cao điểm vận động quyên góp tiền hiện vật từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Thời gian phân phối tiền, hàng hóa thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Về tổ chức tiếp nhận. Cấp tỉnh ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên tài khoản Quỹ cứu trợ tỉnh số tài khoản 37610 3820 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh phố Hiến, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, số tài khoản 1021 196 668. Đề nghị khi chuyển tiền ghi rõ nội dung chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật Bộ phận tiếp nhận, Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên liên hệ đồng chí Bùi Quang Bảo, tránh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, số điện thoại 0983 697 496. Cấp huyện, mở tài khoản tiếp nhận kinh phí của các tổ chức cá nhân ủng hộ để phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp sử dụng tài khoản của Quỹ Cứu trợ cung cấp phải mở sổ theo dõi riêng. Thông báo các thông tin về tài khoản tiếp nhận địa điểm tiếp nhận tiền mặt hàng hóa trên các cơ quan truyền thông để các tổ chức cá nhân ủng hộ tiền hàng hóa được thuận lợi. Báo cáo kết quả vận động về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước 11 giờ thứ 6 hàng tuần để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy trước 15 giờ thứ 6 hàng tuần. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở ngành và cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này là đồng mối tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân, hướng dẫn ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện cấp xã phối hợp với ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai các nội dung theo kế hoạch. Thay mặt ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ tịch Quách Thị Hương. Thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Trần Quốc Văn.